ok. À, anh muốn nói em phải không, là chị Nga điện thoại á, nói em á là bây giờ chậm nữa gắn cho con đi học rồi kêu em ra phụ chậm á, bán phụ tiếp chậm đi. Rồi ý em sao? Dạ thì em tính thì con đi học hết thì ra tới em phụ ảnh, chứ giờ lúc nhỏ chưa có đi học còn lấy gì phụ. Rồi mà em dự định là em ra phụ chậm đúng không? Dạ. Bữa nay đẹp gái quá trời, sơn môi nữa chứ kiểu này chứ đồng sống như dương thường thôi nghĩa nữa rồi. Quá chồng mày là không ăn tuyển nhân viên mới hả? Đâu có, thằng em nó qua bắt tử, em đây em đang làm mà nó qua nó phụ vậy đó. Ờ nó. Nghe mày nó ở đâu hả anh chồng? Mỗi lần mỗi lần trong cái mùa dịch đó thì được cha Lê Thân Thiện giúp đỡ. Rồi trong thời gian qua không biết em nó có làm gì quấy mà cũng thấy cô chú người ta cũng có nói đó. Dạ. Thì con cũng không biết đâu. Chưa gì hết mà một số mạnh thường quân nói là cẩn thận. Dạ. Tao nói cho mày biết là trước rồi đó. Dạ dạ. Nó dính vô để tai tiếng rồi mang tai tiếng ra nữa. Nhân viên tên gì hả anh trọng? Này Tình, nó tên Tình. Mấy Tình với mấy Lo nè. Mấy Tình mấy Lo. Một trong những năm nhân bằng, năm đứa trẻ sống tuổi hè nè, mà mình cũng giúp đỡ quá trời đâu. Chưa. Chưa. Ờ ý kiến anh Bình Định với em không biết à. Cái gì? Cái gì anh nói em chứ em không biết à. Cái đó là có gì em hỏi ý kiến anh với cô chú trên cộng đồng. À, nếu mà em nó chịu, nếu mà cho nó cơ hội nó làm ăn thì cô chú rồi. Đem đi cho bên bản. Ủa sao bữa nay Tình qua chỗ anh Trọng mà không biết làm hay là qua chơi Tình? Chứ bữa giờ từ lúc mùa dịch giờ rồi em đi làm ở đâu chưa mà mày sao đang qua chỗ chồng? Hồi đó mà quê về quê cái hai ngày là mà do xong rồi từ đó tới nay là mày ở đây hay sao? Em đi làm cái trai. Chứ sao bữa đó tới nay hai ngày vợ chồng mày chơi không có game mà? Em việc làm thôi. Ở đến Gò Vấp đó. Đừng làm gì mà hôm còn đang chờ đầu kiếm lông lông cắt tóc vậy. Bây giờ cái lâu nghe vợ mày đi làm chưa? Cũng lông mông luôn vậy hả? Đêm nhưng mà người ta cũng là anh. Trời ơi. Em biết là thằng Thức nó đã tích khí, nó bắt thường, nó đi đi cùng cùng rồi, nó có được làm rồi đó. Tình với Lo nè, xưa cũng mạnh thường quân kênh anh Lê Tân Thiện cũng như là kênh Bình Định Giáo Yêu là giúp đỡ, cũng có một số tiền chút ít rồi. Nè anh nói nè, cha Thiện ông đó giờ ông rất là tốt, mình làm gì đừng có để cha Thiện ông buồn và đừng có ảnh hưởng đến cha Thiện, đúng rồi. Lên tố cáo lên Thiện á. Vậy hả? Mình phải làm gì mà người ơi của mình đừng có nên làm như vậy. Làm gọi chưa về là... Người ta giúp mình một ngày là ngàn đời phải nhớ luôn á, chứ không để một. Nó nè, bữa đó là hồi đó là nó có nhắn tin nói là anh Bình Định ơi giúp em kiếm em còn năm tầng ai hết. Rồi em Bình Định Giáo Yêu mới nói là ủa đã giúp đỡ nhiều rồi còn liên hệ Bình Định gì nữa. Ta không liên hệ nói cơ hồi xưa em tố giác em nói xấu rồi nó lên nó nói xấu lên thiện Bình Định Giáo Yêu đó giúp đỡ đi. Nó nói là mở kênh đó chỉ nói thôi chứ không có giúp đỡ gì được, rồi tiền mà thằng Phương không có giúp em nói hoài, nó ba bốn lần bốn lần ấy nhắn tin ấy mà hủy kết bạn với tao luôn đúng không? Sao em tại sao hủy kết bạn với anh? Em dùng Zalo khác đây, dùng Zalo khác có liên quan gì tới hủy kết bạn với các bạn? Mình làm gì mà sống phải rồi 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 vô đá cho chú kìa. Rồi chưa quậy chưa gì hết, chưa có bỏ đường chưa. Ủa rồi 30 cái cam của anh là ai? Rồi dạ em đang lựa bánh anh đợi cái này
coi. Để con quậy cái. Chưa quậy. Chưa quậy mà con đợi hoài đó, sắp đợi không. Chưa có bỏ được. À, đến năm mấy ly rồi. Còn tụi làm ngày hôm nay thì không biết thì tầng súng quyết định cho nó là không là tùy. Hôm nay là do có mạnh thường quân kiếm 100 ly nên là mấy tặng qua mấy giờ đúng rồi. Nhiều thôi chứ bình thường trọng bán cũng làm la gai à. La gai nè, không cần người phụ đâu. Việc làm thiết tra thì tự nhiên là đích cho thằng Túc, thằng Túc em có biết nó là tai tiếng dữ lắm không? Trời giả này rồi anh cũng đang bị signal. Anh Trọng ơi, vậy rốt cục là bây giờ anh mướn tình luôn hả? À, chưa biết để hồi chiều hỏi ý kiến của cô chú bác mình là quân á, tại em cũng không biết loại bất tử. Không biết được. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ là trong thời điểm bây giờ là anh có cần người để phụ giúp anh không? Dạ, mình làm mình hết được mà. Cái hỏi ý kiến cô chú cái gì cũng phải làm cô chú. Nhưng mà anh sợ là anh đăng tay tiếng là dính thêm tay tiếng đúng không anh? Dạ. À, nếu mà em nó có chịu làm em hay không? Thấy dù bây giờ hồi trước nó làm gì mình không biết nha, nó chịu làm mà nó gắng phấn đấu lại, nó đừng có đi lang bang nữa thì kiếm một công chuyện ổn định như em vậy nè, rồi hai vợ chồng đi bán, nó tính là hàng này hai đứa này nó lợi hơn em nhiều. Em có mấy đứa nhỏ, còn hai đứa nó chưa có vợ, chưa có mấy đứa nhỏ nữa, khỏe khỏe nghe luôn. Còn em lên em mình lớn cho mẹ ra rồi đem ra từ từ mấy cái à. 55 ly rồi đó. Trời ơi. Trời quá trời. Rớt hết bịch nước đá rồi. Rớt chưa? Chờ chậm ăn. Vô coi. Bữa nay bán sao? Đổ chừng 2 nhãn đá rồi. Bán sao vậy? Gì? Ai bán sao? Thấy cũng được. Hôm nay có nhân viên mới thì nó là cũng hay thôi. Có thằng em là bất tử á, mà ngày xưa chẳng mùa dịch á. Thì được cha Lê Thân Thiện giúp đỡ. Rồi sau đó thằng em nó nói gì đó, vấn đề lạy bạ gì rồi cô chú trên cộng đồng người ta không thích gì đó. Thì cũng nghe vậy. Nhưng mà thì nghe nói là em nó có nói là lúc trước có ai xúi dục gì đó. Ai xúi dục gì nó lớn rồi cái miệng nó nói ra với ai xúi dục của nó. À... nó lên nó nói xấu những cơn mà giúp đỡ nó đó. Không ai mà xúi dục với dân á, cái lời nói mình phát ra. Nhưng mà thì... sau khi lên tiếng nói xấu là có xin lỗi không? Lời xin lỗi biết còn giá trị không? Nhưng mà ý là có xin lỗi hay không hay là không xin lỗi? Thôi anh chặn nó đi. Rồi em suy nghĩ sao phụ em luôn hay là có em lắm lắm biết chưa là... phải hỏi cô bác mới dạ, được nha. Còn hỏi cô chú trên cộng đồng con mới biết được. Biết chưa biết được nha. Cô chú bác cho con ý kiến trên comment để con có cái hướng để con giải quyết. Chứ con bây giờ con cũng chưa biết. Dạ. Mà ngày bình thường nó bán ngày hôm qua nó bán vốn lời có 400.000 thuê gì. Dạ, không thuê hết đâu được. Dạ đúng rồi. Tại vì bữa hôm qua nó đã mang me hỏi thăm TV rồi. Nó xin qua đây để để nói tiếng lần hai đổ hết 2.000 cá hủ không chị là chút xíu làm cho anh 20 ly nước cam. Ừ, chút xíu em đưa cho anh tặng bên công ty bên nước sơn á. Tú lên đem cái bịch lớn cho mẹ con không đội nón gì chân em là... khỏi đâu Trọng em ép đi lát anh em về anh luôn rồi rồi ép thẳng cho anh đi anh qua ba cha rồi xong xét lát nó lên em về rồi cảm ơn ông anh rất quá. Là nhiều ủng hộ cho em 20 ly nước cam à. Đây. Để anh ép anh biết được. Nãy giờ cũng có ga ly chưa? Đâu 2 ly rồi. 2 ly phải không? Dạ 55 56 57.
em lấy bọc gì bán căng nha. Ok. Anh muốn nói em phải không, là chị Nga điện thoại á, nói em á là bây giờ chồng nữa gán cho con đi học rồi kêu em ra phụ chồng á, bán con tiếp chồng đi. Rồi ý em sao? Dạ thì em tính thì con đi học hết thì ra tới em phụ ảnh, chứ giờ nhóc nhỏ chưa có đi học còn lấy gì phụ. Rồi mà em dự định là em ra phụ chồng đúng không? Dạ. Bữa nay đẹp gái quá trời, sơn môi nữa chứ kiểu này chứ cảm xúc như chị lấy cái bọc gì bán anh lấy cho em 4 cái bọc 5kg đây luôn đây mà chở cam hết đây luôn đây để anh tái anh ta lái luôn 4 cái bọc 5kg đâu có bọc vàng á lấy qua đây hết rồi anh chồng sẽ ra phụ anh đại chị trong thời gian sắp anh chồng có nhân viên mới chưa có nè con này nhân viên phụ nhân viên quậy rồi nấy nồi nó kìa rồi đi bây giờ thôi bé kéo về đi chị nặng lắm lấy đi phải kéo quá kéo này nhiều quá lấy mẹ nó giận đấy mày giận làm chi hai người không lo bán trời ơi rồi. Tới làm phụ thôi, không có nhân viên mới vào đây, ai tiễn mà nhân viên mới cha. Đúng á. Cái này nè chồng ơi. Đây đây nè. Đây là cái này, cái này để thuốc chứ luôn. Tháo đi vậy. Tì ra. Không lẽ nó chốt mà. Cái đá không theo rồi. Ủa bên này ông bán có bán không chồng? Dạ. Dạ mà ông có chơi vậy. Ủa ba có bán không chồng? Có bán. Xin lỗi. Dạ con đâu quay. Bữa nay ba lấy nhiêu ký chồng? Bữa nay em có lấy ký nào hết á? Dạ em hả? Ba có lấy ký nào? Có nhiều quá. Đây. Khá nhiều. Hết ly rồi. Phát ly mọi người. Vậy là anh ép em ép cho anh 20 ly luôn. À, anh uống ly đi còn 19. Thôi. Thì phải uống à. Anh uống rồi, nói anh cái ép cho anh 20 ly đi. Rồi ok. Ok là gì? Được. Ok biết tiếng Anh luôn trời. Cái tình có làm có vẻ như cũng nhanh nhẹn ha. Qua wow. một cái này dữ vậy đi. Bây giờ có làm cho lon ly chưa? Hồi nãy giờ uống chưa cơ. Anh lấy cái ly đó anh đưa ra cho em nó uống luôn đi anh. Nãy giờ em đợi. Alo. Bình chiến lo sao con? Chụp đại vô đi. Con biết rồi nha cô, con biết quá nó rồi nha cô, đừng con nói nha. Trời ơi, chưa lên là chắc động con xe. Chỉ là lỡ đây chơi thôi, một tháng thôi là mình chỉ lo thêm gì khác. Động sẽ không có muốn ấy, đang làm cái bài dính vô. Dạ, đi tới đây chơi thôi. Ê, quay thì nhỏ nhỏ một chút thôi. Cho tao quay đi. Căng quá. Căng quá hả? Căng. Ổn không? Không biết. Chấn động rồi đó.
thấy cộng đồng mạng phản ứng dữ dội đấy anh Trọng. Làm gì đâu có làm đâu mà đó. Chỉ có phụ thôi chứ đâu có đóng 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 rồi. Khổ thế. Ủa nó đâu rồi ta? Trong tích cực ba cái qua nước gà bán à. Có một anh đem 20 cái ly mà đem ra sẵn này tới bạn lái đó, gần tới rồi đó. Làm nhiêu 20 ly hả? 20, 30 ký. Ok, ok, vậy ra làm. Sẵn qua anh hỏi đó trên. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Một cái nồi dán lên đây thôi. Đừng có để nhiều quá. Lụm lụm rác này nè. Đeo rồi lụm xong bỏ vào tay luôn đi. Bỏ tay nó bỏ luôn đi. Trong cái phút này có lòng hôm nay có mặt thì xuống quên lý xuống yêu hỗ trợ biến căng. Cái này là tình Loan vô tình đến rồi phụ anh Trọng, nhưng mà anh Trọng nó suy nghĩ coi có nên giữ không, tại vì scandal của Tình và Loan rất là chấn động trên mạng xã hội. Chắc anh Trọng nghĩ là sẽ không thuê đâu, bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh quá. Không có lấy cam. Em làm thích cho anh gì hay là anh để nó tính để em lộn giờ nè. Anh uống chưa? Anh không uống chứ làm cho anh 20 ly đi rồi. Uống cái đi rồi anh có sức để anh nói chuyện nha, nãy giờ anh thấy anh. Thôi anh uống rồi. Hết chào lòng anh ra. Chứ để sắp cho anh 20 ly đi rồi lắm nữa. Cơm chưa Trọng, thấy em buông tay quá Trọng ơi. Em hả? Ăn cơm hôm qua anh ơi. Ăn cơm hôm qua. Ngon quá hết à. Mở từ nha. Cảm thấy chứ vàng. Ngon hết tiếng. Không có hộp luôn ha. Cái này mới ngon. Sao cam của anh Trọng là toàn drama không phải anh Trọng? Ngày nào cũng có biến cố rồi chấn động rồi các kiểu hả anh Trọng? Xe cam bất ổn mà. Xe cam mới bất ổn mà. Ngày nào cũng bất ổn hết ha. Làm em cũng bất động. Bất động mà có sẵn chưa? Chưa. Còn quá. Có chừng kẹt tay nha. Còn 40 nữa. 40 mấy liền nữa. Rồi cái nút đá đó không đậy nắp lại để nó tan, nắng nó nhanh tan. Hồi sáng giờ 100 ly chưa hết. Được chứ ly rồi. Mới 60 mà. Trời sắp chuyển mưa rồi này cả nhà. Thôi nhé. Đây. Mấy phát trong hộp trong quán cơm nhiều. Trong quán cơm. Mình nói là mình hợp tác. Còn cũng ở phước. Anh đi bên dọc kho đó. Hợp tác với bà chủ quán đi. Giờ uống ly cơm tặng dĩa cơm. Mà ăn dĩa cơm mà tặng ly cơm. Nãy giờ ta đang nhóc với cơm. Kìa đưa cho anh nó ăn ly cơm kìa. Cái cây móc nó mất tiêu à. Cái cây móc nó mất tiêu à. Ôi, không biết nó đâu. Không, không đây là tặng. Tặng không có bán.
Dạ. Tặng hả? Dạ. Tặng hay bán? Tặng. Ờ, tặng tặng anh ơi. Hôm nay tặng anh ơi. Cảm ơn anh. Anh uống đi. Rồi. Uống ngon miệng nha. Cô dùng á. Dạ. Em không biết. Không có lại. Dạ? Mua được không? Anh muốn mua sao? Anh mua đi. Cho mua đi. À, cho luôn. Cho luôn, tại hôm nay là cho 100 ly. Dạ. 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 Không sao, anh cứ lấy đi. À, anh Trọng ơi. Cho thêm một ly luôn đi anh Trọng. Sao vậy? Sao tặng vậy? Tại hôm nay có một người là muốn mua tặng cho mọi người 100 ly, mọi người gọi là cảm ơn mọi người ngồi đây nè, xong theo kiểu tri ân nhẹ như vậy đó. Dạ. Quay là mình quảng cáo ha em. Dạ. 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 Cảm ơn nhé. Dạ, không sao anh, cũng ngon miệng ạ. Cần xúc đá này, cần là bên xúc đá này, để nét cho. Dạ. Làm cho gì cái mau. Xúc hết cái thùng đá đi. Dạ. Anh uống cam không ạ? Dạ, dạ anh đợi xíu nha, tại đang ấy. Anh đợi xíu. Chút xíu. Làm không kịp á. Cho đợi chút xíu. Đừng có lưng. Anh Trọng ơi, có mấy anh đứng sau lưng đợi cam này anh Trọng. Rồi rồi. Đợi. Rồi. Chúc anh uống ngon miệng nha, bye bye anh. Dạ. Đông quá trời luôn cả nhà. Có khuyến mãi là mọi người uống đông lắm cả nhà. Tên ơi. À, cái này đó. Bye bye cả nhà nha, em kết thúc clip tại đây nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Không biết tình hình Tình với Lan hôm nay sẽ như thế nào, nhưng mà em nghĩ là sẽ không bán được đâu cả nhà. Tại vì nhiều cộng đồng mạng phản ứng dữ dội quá. Bye bye cả nhà.